Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Vinsmart bán được 1,2 triệu smartphone. Vinsmart ngày 28 tháng 5 2020 đã công bố bán được 1,2 triệu smartphone trong vòng 17 tháng, trong đó phần lớn doanh số đến từ 4 tháng đầu năm 2020. Mức tăng trưởng của Vinsmart đạt tới 260% so với cùng kỳ 2019. Doanh số bán ra hiện đạt khoảng 200.000 máy mỗi tháng. Theo một đơn vị nghiên cứu thị trường, doanh số bán hàng những tháng đầu năm 2020 của Vinsmart tương đương với tổng máy bán ra trong cả 2019 của Vivo hay Realme. Hãng điện thoại Việt này đang có 12 mẫu smartphone, chủ yếu nằm ở phân khúc giá dưới 5 triệu đồng. Trong đó, các dòng bán chạy nhất là Vinsmart Joy 3, Active 3 và Live. Hiện tại, Vinsmart đứng top 3 thị trường smartphone Việt với 16% thị phần trong tháng 4 2020, duy trì khoảng cách với vị trí thứ 4 và thứ 5 là 5-7%. Trước đó, hãng điện thoại Việt cũng từng chật vật để tìm hướng đi đúng với thị trường, luôn chỉ trên dưới 2%. Theo giám đốc kinh doanh của một chuỗi bán lẻ điện thoại di động lớn, điện thoại Vinsmart có giá bán tốt hơn so với cấu hình, lợi thế trước đây vốn chỉ đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc. So với khi mới ra mắt, phần mềm hệ điều hành trên máy đã hoàn thiện hơn nhiều, chạy ổn định hơn nên được nhiều người dùng quan tâm hơn trước. Ngoài ra, việc có nhiều model giá rẻ phân khúc dưới 2 triệu đồng vốn bị các ông lớn trước đó bỏ quên thì cũng là một lý do khiến cho Vinsmart tăng trưởng mạnh trong gần đây. Người Việt Nam trong năm 2019 đã chi ra gần 90.000 tỷ đồng để mua gần 15 triệu điện thoại thông minh. Trong đó Samsung là hãng dẫn đầu với doanh số là khoảng 6,3 triệu chiếc, Oppo là gần 3,6 triệu chiếc. Đây cũng là hai hãng đã thống lĩnh vị trí số 1 và số 2 thị trường điện thoại Việt trong nhiều năm qua. Tuấn Hưng, VN Express, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.